Chào quý anh em nha, hôm bữa mình đăng cái bộ ba lốc của Rim Thái này lên anh em thì con khách cũng cách mình tầm 5-6 cây cũng hay lên mua đồ, mình thì đã chuyển cọc 100.000 và hẹn ngày lên lấy. Tuy nhiên là cũng hẹn mấy ngày rồi thì mình cũng đợi không được, mình gọi lại thì khách kêu là đang không có tiền. Thôi để nào có tiền lấy. Nói chung là nói chuyện khá là làm khó mình. Thì mình mới nói là bây giờ cọc thì phải lấy, chứ không cọc lấy thì mình sao mình bán, sao mình cần phải có tiền chứ, đâu thể nào mà để cọc rồi 1-2 năm nó lấy được anh em, năm bảy tháng nó lấy được. Cái khách nói vậy thôi thì bỏ cọc, chứ tự nhiên giờ kêu không có tiền lấy đó. Thì cái bộ này hôm bữa là đặt bán là 1.200.000 cho anh em nè, bây giờ khách bỏ cọc 100.000. Thì nói hẳn với cái sự chuyện mà bỏ cọc là mình không có thích cho anh em nha, sự luôn, bỏ cọc là mình không có thích. Tại vì mua là bán nó thuận lợi anh em, bỏ cọc như vậy mình không có thích lắm, chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều, thì hàng nó vẫn nằm đây thì bán cho anh em khác thôi. Thì khách bỏ cọc thì mình đăng lại cho anh em ha, bộ lốc này hôm bữa đặt bán là 1.200.000 ở lốc Rim Thái nha, ba nó của Rim Thái chứ không phải là Super nha anh em, nước sơn còn rất là ok đó, lốc Rim Thái made in Thái Lan, nó made in Nhật Bản nè. Cái mang cá rất là đẹp luôn, nắp nồi cũng ok lắm anh em. Cái bộ này khách đã cọc rồi, tuy nhiên là giờ khách kêu không lấy thì mình đăng lại cho anh em ha. Đó. Thì bộ ba nắp này đặt khách cọc 100.000 thì sẽ trừ đi 100.000 là còn lại có 1.1 thôi. Thì thật sự ba nắp Rim Thái mà giờ 1.1 thì nó thẳng mà không có nào rẻ hơn được nữa rồi anh em. Mà lốc này đẹp nha, không bể nứt. Lốc đẹp không bể nứt nha, đã vệ sinh sạch sẽ cho anh em rồi, về những cái việc gắn cho xe là xài thôi. Giá rất là rẻ rồi, 1.1 nha. Lốc zin nha anh em, không bể nứt nha, đẹp cực kỳ. Đấy, thì anh em nào cần thì mình liên hệ với Đạt nha, đúng một bộ duy nhất nha, giá 1.100.000.